Quảng Nam đối đầu Nam Định. Cuộc chiến của những kẻ cùng khổ. Cho cuộc đào thoát khỏi đáy bảng xếp hạng. Ai sẽ là người nở nụ cười chiến thắng? Mới 7 giờ ngày 19 tháng 5 trên sân vận động Quảng Nam, truyền hình trực tiếp trên VTV6 và Bóng đá TV HD.